Rồi, ok, xin chào các bác. Thì dạo gần đây có rất nhiều anh em chia sẻ cái thông tin mà LG có thể đóng cửa nhà máy rồi không sản xuất smartphone nữa. Thì cái thông tin này có thể làm rất nhiều anh em hoang mang là không biết có nên sử dụng LG nữa hay không, và không biết là sắp tới thì là có máy LG để mà mua hay không ấy. Thì thực sự là em thấy là anh em LG nhà mình nó có kiểu gì ấy, cứ một cái tin đồn gì đó là anh em sốt sình sịch lên, em cũng không hiểu được. Nhưng mà em chỉ muốn chia sẻ với các bác là LG nó có đóng cửa hay nó không sản xuất smartphone nữa ấy, thì cũng kệ nó đi, quan tâm đến nó làm gì. Anh em mình chỉ cần quan tâm đến ấy là còn người nào bán LG ở Việt Nam hay không thôi, thế là đủ rồi. Còn người bán thì anh em mình có thể mua được. Còn bây giờ vấn đề mà LG nó không sản xuất nữa, xong rồi nó không hỗ trợ nữa ấy, thì nó không quan trọng đâu. Tại vì điện thoại LG bây giờ có vọc vạch gì nữa đâu, cũng chỉ có mang về được dùng như iPhone thôi, chứ có gì đâu vọc vạch chết gì nữa đâu. Đấy, thì đây, nhân tiện em cũng giới thiệu với các bác là những cái con điện thoại mà em đang sử dụng đây, đang cũng gọi là sưu tầm cũng được. Đa số ở đây là LG thôi. Này, các bác nhìn thấy này, LG từ thời Tống rồi này. Đấy, trượt nhá. Cái này thì hết pin rồi, chưa kịp sạc vẫn dùng được. Rất là cổ rồi, thời đấy nó còn cả xoài nữa cơ mà. Đấy, ghê gớm lắm. Một bác trong hội mình tặng em đấy. LG G3 này, G3 Cut 6 này. Đấy, con này hết pin rồi, không dùng. Đây, hai con V5 V35 luôn các bạn. Thấy không? Con này mót lưng ấy rồi, trong suốt rồi đấy, các bạn thấy này. Nó nát bét rồi này. Đây, nhìn này, màn hình các thứ nát bét rồi đấy, mặt lưng cũng nát bét rồi, vẫn dùng được các bạn. Tiêu chuẩn quân đội có khác, nát bét thì vẫn dùng được, không sao cả đấy. Đây có một con LG nữa này. Con này chỉ để phát wifi thôi các bạn. Đây, còn đây là con G4 huyền thoại này. Rồi, vẫn còn ngon lắm các bạn. Dùng vẫn ghê gớm, để nghe gọi hoặc là làm gì vẫn rất là ổn luôn. Đấy, vẫn ngon nha. Đồ zin luôn. Đấy. Đây em có dùng cả hai con G8 luôn. Màu đỏ mà. Dùng cho nó nguy hiểm. Hai con G8 luôn các bạn. Đấy, em bỏ đây. Đấy, bỏ đây nữa. Trời ơi, nhiều máy quá, không biết để đâu các bạn. Đấy, ngoài ra thì em Ngoài ra, ngoài LG ra em cũng dùng rất nhiều hãng các bạn. Siêu tầm được cả con Sony này, Z1 này. Đấy, chứ không phải là em dùng mỗi LG đâu. Nhiều ông trên hội bảo là em là thằng cuồng LG nhất. Thì cũng 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 có lý, tại vì mình là admin hội LG mà không cuồng LG thì cuồng cái gì. Thế đây này, con Sony Z5 này. Đấy, màn hình bị hỏng rồi, để làm kỷ niệm thôi. Ông nào cần linh kiện gì thì vẫn có thể có này. Đấy, ngoài ra thì còn dùng Samsung này. Đấy, Note 3 này. Note 3 này thì hỏng rồi, nó bị rơi. Đấy, Nokia này 925. Ui giời, vẫn dùng ok các bạn. Chả dùng làm gì nhưng mà vẫn nghe gọi được, để xem giờ cũng được. Đấy, ngoài ra thì còn mấy con to hơn. Tab này, Tab S4, Tab 8.4 này, Samsung luôn nhé, chứ không phải em mỗi dùng mỗi LG đâu. Ngoài ra thì táo cũng có dùng. Táo thì không dùng điện thoại nhưng mà em dùng táo to các bạn. Cần táo này cực to luôn đấy. Thì con táo này ấy, là cái con mà em sử dụng, phải nói là sử dụng còn nhiều hơn là sử dụng LG các bạn. Con này là em làm đủ thứ với cái con táo này, nào là giải trí rồi game rồi edit video ngay trên con táo này luôn. Em có không dùng laptop, máy laptop thì có đấy nhưng mà nó yếu quá, dùng con này edit video vẫn ngon các bạn. Đấy, chơi thì phải chơi táo to chứ các bác, chơi mấy con táo nhỏ nhỏ ăn thua gì.
Đấy, các con còn nhớ cái cục sạc huyền thoại nữa. Đấy, các bạn là không không biết được cái cục sạc này. Phải nói nó rất cổ rồi. Mà em ước ao là LG có thể là mang cái cục sạc này quay trở lại để anh em LG có cái cơ hội để mà trải nghiệm cái cục sạc này. Nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bác chỉ cần mua 3 cục pin. Hồi xưa em dùng nó dùng 3 cục pin, em cắm vào nó liên tục, ngày nào cũng cắm nó. Rất là tuyệt vời. Hết đầy đầy pin nó cũng tự ngắt luôn các bạn. Báo đèn xanh tự ngắt. Đấy, con này là cái cục sạc của con G Pro 2. Đấy, hồi xưa em dùng tầm 20 con G Pro 2 các bạn. Hy vọng là LG biết là nghe người dùng một tí, là mang những cái thứ độc lạ lên LG. Đấy. Kiểu như cái này chẳng hạn, hồi xưa thì anh em nào dùng từ thời G2, mấy con cũ cũ G2, G3 ấy, các bác sẽ biết được cái đốc này cực kỳ ngon. Bây giờ em vẫn mót nó này, em mót nó để mà em sạc cho cái khác. Ngon các bạn. Rồi đó là cái bộ mà sưu tập, mà gọi là sưu tập đồ cổ của em đấy. Đấy, còn không biết là các bác đang dùng cái điện thoại LG nào, thì em hy vọng là những cái thông tin mà kiểu như LG dừng sản xuất để các thứ ấy, không cần phải chia sẻ nữa, tại vì cái đấy nó không quan trọng nữa. Miễn sao điện thoại còn bán, còn có anh em sử dụng là được. Biết đâu ấy, sau này ấy, thì LG nó trở thành một cái món đồ cổ kiểu như Nokia này chẳng hạn. Đấy. Nó đồ cổ một tí, biết đâu nó lại có giá trị. Và em hy vọng là LG chỉ cần biết lắng nghe người dùng, đổi mới đi thì nó vẫn sẽ phát triển thôi. Vì rất nhiều anh em vẫn còn yêu LG. Đặc biệt là em sẽ vẫn còn sử dụng LG khi mà LG còn làm điện thoại và có người bán ở Việt Nam là được. Có nghĩa là LG còn nhìn thấy LG là còn dùng LG. Ok. Khi nào LG chết hoặc là em chết thì em mới không dùng LG nữa. Ngoài ra thì vẫn dùng những loại khác nhé, không phải là chỉ dùng mỗi LG mà cuồng loạn là quá đâu. Thực sự là anh em trên hội cứ bảo là nhóm LG mình nó cuồng loạn quá, cuồng LG quá, nhưng mà thực sự là nó phải là cái người chủ cái góc đấy nó như nào, thì anh em ở đấy nó sẽ kiểu kiểu như theo một định hướng nhất định ấy. Đấy. Còn nhiều khi là như Grab LG Việt Nam của mình ấy thì em đương nhiên em là một người dùng LG rất là nhiều và em vẫn thích dùng LG. Đấy, bởi vì LG nó tuy nó không có ghê gớm hoặc là nó nguy hiểm như cái điện thoại khác, nhưng mà với cái giá trị, với cái giá tiền nó mang lại thì nó đáng để sử dụng hơn những cái điện thoại khác. Nếu mà so sánh về cái giá tiền nhé, còn không phải so sánh về đẳng cấp thương hiệu gì nhé. Đấy, để bỏ một số tiền ví dụ như 5 triệu ra mua một con G8 chẳng hạn thì vẫn thích hơn là mua những cái điện thoại khác. Đó. Đặc biệt là nhiều các bác cứ mang cái máy mấy cái máy tàu ra so sánh ấy. Đương nhiên máy tàu ấy thì nó cũng ngon. Bây giờ điện thoại tàu nó cũng ngon thật, nhưng mà cầm cái giá trị, cầm cái con điện thoại lên trông trông nó tàu, nó vào nó mình cảm giác là nó không 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 đã khi mà sử dụng ấy. Tuy nhiên thì mấy con cao cấp của tàu thì nó vẫn rất là ngon. Đấy, nhiều con như kiểu của mấy cái hãng Huawei cái thứ họ làm cũng rất là ngon, nhưng mà cái giá trị, nếu mà giá tiền ấy, cái giá tiền mà để mua được những con điện thoại ngon hẳn ấy thì nó lại mình có thể mua được mấy con LG cả. Cho nên là các bác so sánh ấy thì nên so sánh về cái giá trị đồng tiền ấy. Cái đồng tiền mình bỏ ra mình mua được con máy nào ngon nhất trong cái giá tiền đấy thì các bác hãy so sánh nhé, chứ không đừng so sánh kiểu con này với con kia nó không cùng đẳng cấp hoặc không cùng giá thì khó so sánh lắm. Rồi, ok, thì em hy vọng là anh em LG ấy, đừng có lăn tăn về cái chuyện LG có sản xuất nữa hay không nhé. Anh em cứ dùng đi, dùng tẹt đi, chả sao cả, con điện thoại nó phục vụ mình cơ mà, mình có phải phục vụ nó đâu mà các bác phải xoắn cả đít lên thế. Rồi, ok, chào các bác nhé.